Em không thích điều gì ở phụ nữ? Ví dụ như lộng lẫy quá hay là... Như hồi nãy cháu nói á, theo dì á, dì là phụ nữ nè, thì không có điều kiện thôi, chứ có điều kiện thì vợ đẹp ra đường sánh vai với một người vợ đẹp mình tự hào chứ à. Dạ. Phải không? À, mình thoáng khang chút xíu. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị cùng đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và hôm nay là lễ báo hỷ của Thanh Trai, Thanh Tú cùng với bạn Bảo Châu. Vâng ạ, và lời nói đầu tiên cho phép Vương Nam Thịnh xin mạo phép được thay mặt cho ekip những người thực hiện chương trình kính gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Hai bên bắt đầu làm quen với nhau nhá. Mời em trai. Em xin được chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, dạ cùng với tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình hôm nay. Dạ em là Trần Thanh Tú, em đang làm việc tại Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em là quản lý hệ thống phòng trọ cho thuê cho sếp em. Dạ. Anh tưởng em là nghệ sĩ ca hát ở đâu chứ? Dạ đúng rồi, em ngoài công việc kinh doanh của em thì em còn làm MC cho tất cả chương trình ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương và Sài Gòn. À, làm dạ. MC nó hay quá. Dạ. Vậy mốt qua ngồi thế anh đi. Dạ. Sao giờ này có thể ngồi thế anh được rồi đó, anh mệt mỏi lắm rồi. Dạ, dạ. Không, em nghĩ là cái duyên của anh Quyền Linh thì rất là nhiều người không có được. Dạ, cũng có thể em có duyên nhưng mà cái duyên mai mối chắc là không phù hợp với em. Anh Linh anh này sảng lắm, kệ đi em đừng để tâm. Rồi mời giờ gái. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào bạn Nam bên kia và chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Nguyễn Thị Minh Châu, năm nay em 31 tuổi, em đến từ Nha Trang, hiện đang làm kế toán lễ tân cho trường mầm non. Trường mầm non ở Sài Gòn hay là? Dạ ở Nha Trang ạ. Làm việc Nha Trang luôn? Dạ. Ồ. Nha Trang mới vô đây đó hả? Dạ. Em có sợ yêu xa không? Em không có quan trọng là yêu xa hay không, với lại hình như là cũng có cái duyên á, là em đang định hướng là đi Sài Gòn. Tại vì bên sếp em cũng đang muốn mở một cái chuỗi nhà hàng ăn uống á, nên thành ra là em chưa có quyết định á, nhưng mà thật sự em với bạn Nam này có duyên á thì em sẽ sẵn sàng về, xin về chi nhánh Sài Gòn ha. Dạ dạ. Ok vậy tốt rồi. Em trai cho đàn gái biết về những cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm là em là tự tin, có khá là nhiều tài lẻ, một chút gì đó sạch sẽ. Em làm quê ở đâu vậy? Dạ em quê gốc ở Quảng Bình. Mà nhà gái? Còn mình thì sao nè, mình nói về một chút ưu khuyết điểm của mình đi bé. Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, tự lập. Dạ còn khuyết điểm của em thì em hay quên á, cũng kiểu như dễ cảm xúc á, dễ bị mũi lòng á, thấy ai mà ngồi khóc là em cũng khóc theo. Vậy đó hả? Hay khóc nhè đó, coi phim chắc cũng khóc nhiều ạ. Dạ dạ nhiều lắm. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em hai, nhưng mà mối tình gần nhất em chia tay khoảng 2 năm. Em đường tình duyên của mình sao? Em cũng hai mối tình. Dạ mối thứ nhất là cũng mới vào đại học á, thì thấy mấy bạn cũng quen bạn trai rồi mình cũng vậy, nhưng mà yêu xa. Dạ cũng không có gặp luôn. Mối thứ hai á là chia tay cũng được 2-3 năm rồi. Dạ thì cũng là yêu xa, ảnh ở bển á. Dạ khoảng cách địa lý múi giờ này nọ, nói chung là cũng không có hợp lắm. Cũng gặp mới có 1-2 lần, 3 năm á. 3 năm cũng gặp mấy lần thôi. 3 năm mà gặp được có 1-2 lần thôi. Tại Tết mới về. Rồi bây giờ em mong muốn cái người yêu của mình bây giờ phải như thế nào? Em thích một người chân thành, tôn trọng và kiểu như sống có trách nhiệm. Em sợ nhất điều gì đàn ông? Em sợ kiểu vũ phu, thuốc lá, cũng hơi gia trưởng quá thì cũng không thích lắm. Còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình em thấy chỉ cần cao hơn em, dễ nhìn chút là được ạ. Quan trọng là cái cách người ta sống và đối xử như thế nào á chị. MC mà cũng không thể nào không dễ nhìn được đúng không? em sợ dễ nhìn quá là cũng mệt. Còn em thì sao kìa? Dạ, một bạn gái hiểu em. Dạ, hiểu vấn đề hiện tại là hiểu về công việc của em. Ví dụ như đi sân khấu hay đi làm chương trình thì cũng có rất nhiều cô gái. Ví dụ mình chụp hình rồi, nếu mà trường hợp chụp hình thân mật quá thì cũng sợ cái bạn ở nhà bán buồn. Còn một người, em mong một người hiểu em, hiểu vấn đề, hiểu cuộc sống của em là được. Ngoại hình thì em có quan trọng ngoại hình không? Dạ, vừa phải, nó nằm ở mức 5 điểm là được, không có yêu cầu quá là cao. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Ví dụ như lộng lẫy quá hay là... Lộng lẫy mà sợ dạ, gì? Ăn diện nhiều quá thì sẽ không có... Ăn diện được. Thì cũng có những lúc lễ lọc phụ nữ là đẹp. Không chỉ cho chồng mà cho xã hội ta ngắm nhìn nữa chứ. Cái lúc mà chăm chút bản thân nhiều quá thì sẽ ảnh hưởng đến những cái vấn đề, ví dụ như chuyện gia đình hay là những cái công việc hay những cái vấn đề khác. Tức là phải nói rõ là không phải là phụ nữ lộng lẫy mà em phải nói là không thích phụ nữ bị xe xua nhiều, đúng không? Người phụ nữ sẽ cân bằng cái điều đó. Đó là ý của nhà trai. Nhà gái thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Chắc em cũng được 70-80. Chào cháu Tú. Dạ, chào cô. Xin chào gia đình của cháu Tú. Nãy giờ qua trao đổi thì thấy cháu Tú là người rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, lanh lợi. Làm MC không phải dễ. Dạ. Cảm ơn cô.
với bé Châu á, thì ở nhà là bé Châu nó là đứa rất là ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành lắm mà cũng không có chân diện gì nhiều. Tuy nhiên là như hồi nãy cháu nói á, theo dì á, dì là phụ nữ nè, thì không có điều kiện thôi, chứ có điều kiện thì vợ đẹp ra đường sánh vai với một người vợ đẹp mình tự hào chứ à. Dạ. Phải không? À, mình thoáng trang chút xíu. Thì tới đây là mấy bữa nay là bé Châu nó cũng rất là hồi hộp rồi, mà chắc cháu bên này cũng vậy. Thì với công sức của chương trình cũng đã duyệt qua hồ sơ, bao nhiêu cái hồ sơ, mà bây giờ hai đứa gặp ở đây đó là cái duyên rồi. Tùy theo con tim của hai đứa, khi mà gặp nhau có cảm xúc thì chúng ta hãy cho nhau cơ hội để mà chúng ta tìm hiểu, và tin tưởng khi chúng ta tìm hiểu ta sẽ hướng tới cái mục tiêu là tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Giờ mở màn ra nha. Cho em hỏi lại tên bạn nữ. Hỏi lại tên bạn nữ hả? Dạ. Bạn nữ tên gì vậy? Em bật mí cho bạn cái đi. Em tên Châu ạ. Dạ, bạn bên kia tên Tú phải không ạ? Dạ. Tú, bên đó là Tú đúng không? Rồi, Tú dạ. Châu. Châu. Rồi, suy nghĩ nha. Chuẩn bị. Mở rào. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị cùng đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và hôm nay là lễ báo hỷ của anh trai Thanh Tú cùng với bạn Bảo Châu. Vâng ạ, và lời nói đầu tiên cho phép Vương Nam Thịnh xin mạo phép được thay mặt cho ekip những người thực hiện chương trình kính gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Báo hỷ luôn hả? Dạ. Trời ơi, bây giờ em coi coi quà Châu tặng mình là cái gì. Cái sở thích bình thường của em ở nhà là thích kiểu như mấy đồ ăn vặt á, làm bánh kẹo rồi cắm hoa á. Thì cái này là một loại kẹo, thì còn có một tên khác là kẹo hạnh phúc. Thì cũng tới với chương trình là cũng hy vọng là tương lai mình sẽ cũng hạnh phúc như vậy. Rồi, cảm ơn. Kẹo này chắc để đến khi hết hạn thôi coi. Dạ, để đựng tháng. Không dám ăn. Tú ơi, sao Tú tặng cái con Doraemon kinh hoàng vậy, bự quá. Dạ. Trời bự luôn nè. Thưa với chị với bạn, là Doraemon là gọi là Doraemon là con vật tượng trưng cho sự may mắn. À, chúc cho bạn luôn gặp rất nhiều may mắn. Kể giống như bạn gặp mình cũng là một điều may mắn rồi. À, cảm ơn. Mình muốn nghe chia sẻ của bạn này. Thì ấn tượng ban đầu là nhìn bạn cũng chững chàng, cũng hiền. Nói chung là chưa tiếp xúc nhiều nên không thể nhận xét một con người qua bề ngoài được. Có sợ cái vấn đề mà một cái người mà tiếp xúc nhiều với sân khấu, tiếp xúc nhiều với nhà hàng thì lỡ những anh chị em đồng nghiệp mà lỡ có chụp hình thân thiết quá thì bạn có ghen không? Cái vấn đề đó không phải là ghen hay không, mà cái vấn đề đó là ở bạn cho kiểu như là anh cho em bao nhiêu sự an toàn thì mình sẽ tự khắc là cho bao nhiêu sự tin tưởng. Tức là mình sống mình phải kiểu như làm sao để người khác tin tưởng rằng là bạn không có ý gì hết với những người mà chụp hình thân thiết với bạn như vậy á. Thì vấn đề đó là nói chung là cũng không có phải là khắt khe là không được chụp hình thân thiết. Thì ai cũng vậy, cũng có bạn bè, cũng lúc những lúc vui hay là gì đó. Nói chung nó không có quan trọng. Kiểu như quan trọng là cái tâm của bạn á, có bị lay động hay là gì đó hay không. Bạn gái nói câu rất là hay. Mình tạo cho bạn ấy sự tin như thế nào, niềm tin thế nào thì bạn ấy sẽ trao cái sự an toàn như thế. Giống như Linh vậy, Linh đi chụp không biết bao nhiêu người, có thể ôm, có thể này kia, nhưng ở nhà bà xã mình rất là tin mình, bởi mình đã tạo nên một cái niềm tin, một cái độ an toàn rồi. Thành ra là đừng có lo cái chuyện đó, quan trọng là các bạn yêu thương nhau và tin nhau thôi. Cái đó là quan trọng. Bạn có muốn vào Sài Gòn lập nghiệp như cái định hướng của công ty hay là Thì cũng đang có dự định như vậy. Vấn đề là nhiều lúc người ta nói là quan trọng là có lý do hay không á, để mình có cái động lực để mình đi. Sau lần này hy vọng bạn sẽ cái động lực đi Sài Gòn của bạn sẽ nhiều hơn. Hiện tại là bạn đang ở đâu ha? Em với anh đi cho nó tình cảm đi. Dạ. Anh ở Bình Thạnh, chung là tần suất làm việc cũng khá là nhiều, nhưng mà hầu như thấy là ra đường là bị trai mê nhiều hơn là gái. Bởi vậy nên là nhiều khi người ta cứ mình sợ cảm giác người phụ nữ nhìn vào mình nó không an toàn. Con trai mê bạn nhiều hơn, vấn đề là bạn có mê con trai hay không thôi. Dạ. Em làm ở các nhà hàng là những cái bạn ấy là bạn còn đem nước em uống rồi đem trái cây ra ăn, thật sự là xin số, xin Zalo, xin Facebook rất là nhiều. Nhưng mà là... vấn đề là bạn có mê cái tình cảm đó hay không? Dạ không, em thẳng. Ừ không thì được. Dạ. Rồi thì có sao đâu. Dạ. Dạ đi ra ngoài cũng có mấy bạn đó chăm sóc thôi cũng yên tâm. Nhiều khi cái vẻ bề ngoài mình sáng quá nên là người ta sợ ví dụ ở ông này chắc kiếm thêm bà nữa hay gì, hay là ở nhà có bà nào rồi mà bây giờ đi giấu để kiếm thêm một người khác nữa. Tại cái cách nói chuyện quá linh hoạt, đối phương người ta sẽ cái sự nghi ngờ người ta sẽ nhiều hơn là cái sự an toàn. Anh muốn tìm một người mà hiểu với anh.
hiểu về công việc, hiểu về gia đình, nhưng là đối nội đối ngoại một xíu, hiểu biết đời sẽ xây dựng gia đình, nhưng mà hầu như 95% là sẽ phải phát triển ở Sài Gòn, nên là cái khả năng về quê mà ở rể hay gì nó rất là khó. Hiểu. Nhà em cũng không có phải là ở rể hay gì, nói chung là em nhà em cũng thoải mái tự do lắm. Thì cái người bạn đời của em ở đâu thì em ở đó thôi, chứ không có quan trọng là phải về nhà hay gì hết. Vấn đề là anh tạo cho em cái bờ vai vững chắc để em nương tựa thôi. Chắc chắn rồi. Dạ. Hướng tương lai bao giờ chúng ta kết hôn? Theo anh thì chắc cũng gần gần một chút xíu, từ tìm hiểu đến thì từ 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ em hãy tiến tới nắm tay cô gái và nhìn thẳng vào con mắt cô ấy và nói lên những cái suy nghĩ của mình về cô ấy, cảm nhận về cô ấy sau cuộc trò chuyện, mình mong muốn điều gì, cứ nói đi. Cho nắm tay nha. Nào, nhìn thẳng vào mắt nhau. Chắc là anh hy vọng sau cuộc trò chuyện này thì cái động lực vào Sài Gòn của em sẽ nhiều hơn, mà ở đây luôn cũng được nữa. Dạ rồi. Ở đây luôn cũng được là sao? Ai sẽ là người lo cho cổ? Dạ em nuôi chị. Thì phải nói luôn. Dạ. Không có để tự hiểu. Dạ. Bây giờ mình phải nói hết. Hiểu không? Đây là những phút nói thật á, hiểu không? Hy vọng rằng em sẽ xin công ty cái thời gian điều chuyển mình sẽ sớm hơn một chút xíu, thì để cái khoảng thời gian hẹn hò nó sẽ nhiều hơn. Em sẽ cố gắng thật nhiều, lo lắng cho em cũng được. Cảm ơn anh. Trở về ghế. Detox không khí từ trong ra ngoài. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Chúng ta bấm nút không vì bất kỳ điều gì cả, mà hãy soi lại tất cả những câu chuyện từ nãy giờ người ta nói chuyện với nhau, xem mình đã hợp nhau chưa, có thể đến với nhau hay không. Nếu được thì bấm nút, không được không sao cả, hãy nhường nút bấm cho người khác nha. Bây giờ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Trời ơi, bấm nhầm như là bấm giật đồ vậy đó, hiểu không? Bấm mà sao mình bấm chậm. Hãy nắm tay nhau nào. Xin phép gì? Xin phép gia đình. Mong gì sẽ đánh tiếng cho gia đình bạn là sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc với một cái bạn nam ở trong Sài Gòn này. Cảm ơn chị.